Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi, cho Em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán xe, trao đổi, nhớ liên hệ ủng hộ Em Lợi. Bên Em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay Em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của Em Lợi. Và cách đây khoảng 4 hôm thì em có quay video một chiếc Mitsubishi Triton 2018 màu trắng, thì bên em cũng đã nhận cọc và bán rồi. Và hôm nay em lại tiếp tục về để cho cung cấp cho anh Dũng Cao Bằng và anh Huân Bắc Ninh vừa rồi mới gọi, thì em cũng quay lên cho quý anh chị một chiếc 2018 số tự động màu xám lông chuột này luôn. Và về hôm trước có bác Dũng và bác Huân gọi chiếc màu trắng thì không còn cơ hội, và em đã bán về cho anh em Hà Nội ở đây rồi. Và hôm nay em lại quay cho quý anh chị một chiếc xe Mitsubishi Triton sản xuất năm 2018 số tự động một cầu máy dầu màu xám lông chuột ạ. Vâng, về tình trạng chiếc xe này thì bên em cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị 100% là nguyên zin, không đâm va biến dạng ô tô vỏ kính vỏ đen. Với chiếc xe sử dụng được 2 năm này thì em nói về lịch sử chiếc xe mang tên tư nhân, một chủ từ đầu và 4 dàn lốp còn nguyên một dàn lốp còn theo xe. Và toàn bộ chiếc xe thì bên em đã kiểm tra khẳng định cam kết với quý anh chị xe không đâm va biến dạng ô tô vỏ kính vỏ đen. Về giá thành chiếc xe thì bên em đang chào bán với giá là 520 triệu và có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Chiếc xe này là chiếc xe nhập nguyên chiếc Thái Lan và xe máy dầu, sử dụng động cơ 2.2, đi khá là tiết kiệm. Toàn bộ các cái phần ngoại thất bên ngoài sơn zin còn khá là nhiều, và đường gân cánh cửa rất chi là căng và đẹp, không có dấu hiệu, có bả tít và sơn zin còn 95%. Về toàn bộ kính đèn là zin theo xe, bên em đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị. Đây là toàn bộ mặt ca lăng và đèn pha zin xịn sò theo xe, đèn hậu đây. Toàn bộ là nguyên bản từ đầu. Và chiếc xe thì đã được trang bị thêm bậc lên xuống nắp thùng thấp, khá là đẹp và hợp thời trang. Vâng, về toàn bộ kính đèn và đăng kiểm còn khá là dài nên là quý anh chị không phải lo. Đây là toàn bộ cái thông số kính em quay cho. Tất cả đều là DAT 2018 với zin xịn sò của hãng Mitsubishi. Vâng, và đây là cái lốp theo xe của chiếc xe, 4 lốp, xin lỗi là 5 lốp, cả lốp sơ cua theo xe của chiếc xe, và đường rất chi là dày, gân rất chi là dày. Và toàn bộ đát em đã kiểm tra đều là đát 2018 của chiếc xe như thế này đây ạ. Đấy, đều số 2018. Chiếc xe sản xuất 2018, sử dụng lốp 2018 là đúng lốp theo xe. Và toàn bộ sassi không có dấu hiệu bị cắt nối và han gì. Lốp sơ cua còn khá là dày đây ạ. Đấy, đường lốp cực kỳ đẹp. Vâng, và sau đây em hướng máy quay vào phần gầm và phần máy cho quý anh chị xem. Về toàn bộ phần gầm của chiếc xe không có dấu hiệu bị móc méo, và máy thì rất là khô ráo, không có dấu hiệu bị chảy dầu. Em đã chạy thử chuyển động của chiếc xe đi phần gầm vào ổ gà, khá là chắc chắn, không có dấu hiệu bị kêu lục cục ở phần gầm. Vâng, và đây là cái phần gầm phía sau của chiếc xe. Từ phía sau lên thì toàn bộ sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Và các cái phần lót thùng này và sàn này không có dấu hiệu bị han gì và bị móp méo do chở hàng nặng. Mà toàn bộ cái bô của xả rất chỉ là sáng và đẹp, nguyên zin hết từ đầu. Với cái chất xe sử dụng 2 năm 2 vạn khá là đẹp đấy ạ. Vâng, về cái phần lót thùng phía sau của chiếc xe thì không chở hàng nặng nên là hai bên thành không bị chảy xước và móp méo, và cái phần sàn này nó không bị cong vênh. Toàn bộ đèn hậu là theo xe nguyên zin,
các ốc và đinh bấm đinh dập là còn nguyên bản đấy ạ. Đặc biệt là các cái phần chỉ của cốp sau là nguyên zin và ốc chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Và cái đèn hậu bên này cũng thế, toàn bộ là rất chi là xịn sò và nguyên zin. Với cái đèn hai bên này, khá chi là đều màu và toàn bộ các phần chỉ ốc cốp bấm sau không có dấu hiệu bị đâm va, nên là tuyệt nhiên chiếc xe không bị đâm va từ phía sau. Vâng, và sau đây em hướng máy quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem. Về tổng thể nội thất bên trong thì khá là đẹp, toàn bộ nội thất ghế níu nguyên bản theo xe, rất chi là căng và mới đây. Đường nội thất quý anh chị xem, cái đường G và cái nét G, chỉ có cái ghế lái không có dấu hiệu bị nhăn hoặc là bị chảy rước. Và toàn bộ không có dấu hiệu bị thay thế và chảy xước gì cả. Táp ly bóng khí là nguyên zin. Toàn bộ táp ly bóng khí này đều nguyên bản từ đầu, và các khe hở này hai bên đều màu. Và về cái phần củ số đây, chất xe này đi khá ít nên là củ số nó còn đẹp như thế này. Với cái vô lăng nguyên bản, bóng khí nguyên zin và không có dấu hiệu bị mòn và chảy xước hai bên tay nắm. Đấy. Với cái chiếc xe mà hai bên tay nắm quải nó mòn nhiều thì thể hiện một chiếc xe nó đi nhiều. Vâng, đây các cái phần đường gân của chỉ của cái xe này, nó khá là mới và nó căng, không có dấu hiệu bị ngồi nhiều. Nếu mà cái phần ghế lái nó ngồi nhiều, nó sẽ bị nhún xuống và toàn bộ không được đẹp và nó sẽ bị chảy xước. Vâng, và cái trần ý thì nguyên bản theo xe từ đầu. Là toàn bộ cái hàng ghế phía sau của chiếc xe, với hàng ghế phía sau thì còn mới hơn gần phế phía trước. Toàn bộ tổng thể nội thất này khá là mới và đẹp. Số tự động, máy dầu đi cực kỳ tiết kiệm. Về toàn bộ các cánh cửa của chiếc xe này thì bên em khẳng định cam kết với quý anh chị là 100% là chỉ zin. Đường dập và tay nắm mở cửa không có dấu hiệu bị sơn xin lại. Và đặc biệt là các kính đều là kính theo xe của năm sản xuất hết, nên là quý anh chị yên tâm. Và từ các cái bậc lên xuống là sơn zin hết toàn bộ, chưa có dấu hiệu bị sơn lại. Và các ốc khóa bản lề, nếu quý anh chị không tin cứ mang thợ đến kiểm tra. Nếu mà phát hiện ra đâm va biến dạng ô tô và kính và đèn máy bị ngập nước thì bên em sẽ tặng 50 triệu tiền mặt cho quý anh chị. Toàn bộ sơn zin hết toàn bộ đây ạ. Vâng, cột kèo là nguyên bản hết. Vâng, và đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe và đều là chỉ zin hết toàn bộ theo xe. Tay nắm táp bi khá là xịn xòa và mới. Ốc bản lề và ốc cột tem mác nguyên zin, không có dấu hiệu bị sơn lại. Vâng, và sau đây em hướng máy quay vào phần đầu và phần máy cho quý anh chị. Về toàn bộ các cái ốc phần đầu xung quanh này đều là ốc zin từ ốc đèn này, và các ốc tai, ốc cabo là nguyên zin hết từ đầu. Và các phần chỉ cabo tôn của khá là mỏng. Đấy, một cái tấm tôn mà không có bả tít nên là tiếng kêu nó rất chi là giòn. Và toàn bộ ốc máy và hộp số là sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên đi ạ. Đấy, với một cái chất xe mà đi khá là ít và mới giữ gìn như thế này thì quý anh chị yên tâm. 2 năm sử dụng một chiếc xe lướt này thì không có gì đáng phải lo ngại về cái chất lượng xe. Vâng, và đây là tiếng động cơ đang hoạt động. Toàn bộ động cơ này chạy khá là êm, máy dầu chạy khá là êm và tiết kiệm ạ. Không có dấu hiệu bị rung lắc và không có dấu hiệu bị tiếng gõ quà hay là lạch cạch trong tiếng động cơ. Với cái chất xe đi ít nên là động cơ khá là êm ái và mượt. Vâng, vừa rồi em vừa quay giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Triton sản xuất 2018, số tự động, một cầu, máy dầu màu xám lông chuột. Chiếc xe này quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc mời các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.